Ông nào đây? Cái gì đây? Thanh Long. Thanh Long à? Thôi đi về đi. Đi về. Anh. Nhỡ tay. Nhỡ tay. Anh hi hi cái. Nhỡ tay anh em ạ. Xin lỗi, xin lỗi. Xin chào tất cả anh em. Vâng, là chuẩn bị đến giờ gian sống đỏ rồi anh em ạ. Dòng đỏ đây, còn 12 giây nữa thôi. Đi thôi, đi thôi, get go. Đi ra cổng sau đây anh em ơi. Đi ra cổng sau. Cổng sau là có dòng đỏ đấy. Dòng đỏ và thỏ ngọc. Ăn dòng đỏ trước anh em ạ. Tại vì dòng đỏ nó sẽ ra được nhiều đồ hơn. Ui thỏ ngọc kìa. Ui dồi ôi anh em kìa. Ui dồi anh em ăn thỏ ngọc kìa. Ui dồi ôi. Thôi thôi thôi. Mình chọn đi ăn rồng đỏ là chuẩn anh em ạ. Chuẩn bài. Ui dồi sang béo ăn rồng đỏ kìa. Chưa thấy con rồng đỏ nào anh em ạ. Chưa thấy con nào luôn. Ui anh em ăn thỏ kìa. Nhảy trên màn hình kìa anh em ơi. Nhảy cứ ầm ầm ầm. Mà mình chưa được con rồng đỏ nào. Pha này là điều vậy là nước cờ này sai rồi anh em ạ. Nước cờ này sai rồi. Đây đây bắt đầu ông ăn rồi này. Chiến thần bộ giáo dục. Ăn đồng đỏ rồi. Hai ông ăn đỏ rồi. Một đấm về thành nữa kìa. Thế còn tôi đâu? Cát Ly đâu? Chưa được quân nào anh em ạ. Chưa được quân nào luôn. Chưa nhìn thấy con đồng đỏ là con gì luôn anh em ạ. Chết rồi, chết rồi. Đây đây đây. Đây rồi cuối cùng đã thấy anh em ạ. Cuối cùng đã thấy rồi. Rồng đỏ. Một em. Xoay kiếm cho nhanh anh em ạ. Xoay kiếm cho nhanh. Nhầm, phải gọi là xoay chùy anh em ạ. Xoay chùy tại vì mình đang cầm chùy mà. Mình đang cầm chùy đây, đứng ra đây. Đấy, xoay cho anh em nhìn thấy là cầm chùy. Cầm hai cái chùy kinh. Chết đi. Bao nhiêu phần trăm rồi kia? Còn 20% nữa. Quan trọng là tìm thấy boss anh em ạ. Chứ ăn boss dễ đơn giản không mà. Đấy, do vậy mà anh em tân thủ mới chơi vào cũng ăn được thoải mái, ưu đá nguyên thủy à. À, đá tạo hóa này. Hai viên. Ok đấy, được 500 V-coin đấy anh em ạ. Ôi, óc này nghe chừng ok đấy. Đi tìm thì kiểu gì có còn nữa chứ. Rồi, đâu rồi. Ôi, rồng đỏ ơi. Rồng đỏ. Ủa, anh em bắt đầu ăn rồng đỏ kìa. Đấy, anh em bắt đầu dồn từ ta can về đây ăn rồng đỏ rồi. Các ông ăn hết thỏ ngọc. Giờ bắt đầu về dồn về Norencia để ăn rồng đỏ đây. Sang béo kìa, bộ giáo dục kìa, banana kìa. Mấy ông này ăn đẫm thật đi. Ui, hết rồi, đi qua cầu anh em ạ. Qua cầu ngay. Khu vực này hết rồi, mới được một con thôi. Ui giời ơi, con người xương kia, đi ra ngoài. Có đâu rồi, cầu đâu, đây cầu ở đây. Buồn rồi anh em ạ, mới được một con thôi. Quả này là quả đã nhìn nhầm cờ rồi. Nước cờ này đã nhầm rồi. Biết thế đi ăn thỏ trước anh em ạ. Ăn thỏ trước này. Sau bắt đầu mới đi ăn rồng đỏ. Đấy là chuẩn bài. Chứ đi từ đấy bây giờ được một con thôi. Ôi banana tiêu diệt thỏ ngọc kìa. Ông banana này ông ăn đẫm thật đấy. Ăn hết cả thỏ ngọc ở Takan luôn. Ông nào đây? Cái gì đây? Thanh Long. Thanh Long à? Thôi đi về đi. Đi về. Anh. Nhỡ tay. Anh hi hi cái. Nhỡ tay anh em ạ. Xin lỗi. Nhỡ tay. Rồng đỏ đâu? Như kiểu đi gọi đi mò kim đáy bể anh em ạ. Nhưng mà tìm thấy một con nó sướng lắm. Ấy nó phải ra đầm ngẫu nhiên như này, đi tìm nó mới sướng. Chứ boss bật ra một tọa độ thì cái trường nó lại không vui. Nhẫn độc gì kia? Nhẫn độc. Phản hồi 5% lực tấn công anh em ạ. Ui các ông kia vẫn ăn được thỏ ngọc kìa. Chứng tỏ thỏ ngọc rất là nhiều anh em ạ. Từ nãy bây giờ chắc phải hơn 100 con thỏ ngọc. Ông nào đây? Đắc lốt gì đâu? Đứng lại. Đắc lốt đứng lại. Zolo lò gạch. Xin lỗi nhá lò gạch à. Cưỡi ngựa mà chạy à. Chết luôn còn gì nữa. Vừa đi tìm rồng vừa đi, gặp người là PK luôn anh em ạ. PK luôn còn gì nữa.
Anh chọc gió là sướng. DK cứ phải chọc gió anh em ạ. Tuy đam nó lên chậm nhưng mà nhìn nó sướng. Hết rồi. Hết rồi. Đây, ông nào đây, ông nào đây. Đây thì bắp công tử này. Bắp công tử đánh phát rơi cả đồ anh em ạ. Đánh phát rơi cả đồ luôn. Kinh khủng luôn. Vâng, kim ba người giờ đỏ chót anh em ạ. Đây này. Úi dồi ôi. DK mặc set rồng đen, cầm hai cái chùy Jimmy, đỏ chót rồi em ạ. Sát hại ba mạng người rồi. Bây giờ là chúng ta phải đi đánh quái thôi. Đi đánh quái để cho nó trừ PK. Rồng vàng xuất hiện sau 2 phút này. Có lẽ là chờ anh em ạ. Chờ rồng vàng xuất hiện rồi tiếp tục đi ăn bot vàng và đi PK tiếp. Khu vực bụi cây này rất là nhiều này. 2, 1, bắt đầu rồng vàng. Bụi cây. Bụi cây. Không thấy. Rồng vàng ơi. Rồng vàng ơi. Ôi ôi, chiến thần gì kia. Diều hâu à. Diều hâu ăn được rồi. Mình vẫn chưa thấy con nào luôn. Kiều kìa. Đây 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 đây. Ui dồi ôi, được ngay con thỏ bé tí tí anh em ạ. Bé tí tí cũng được. Sọc gió thế nào. Ui dồi ôi, ra tiền này cũng được. Nhặt tiền, nhặt tiền, nhặt tiền. Nhặt tiền để đi PK anh em. Ui đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Mày này. Chết chưa, hộp cu đu này. Hộp cu đu, đây là robo, robo vàng. Robo vàng. Sọc gió. Ui, sọc một phát được 100.000 anh em ạ. 100.000. Gần một gần 111.000. Ba con rồi, ba con rồi. Mỗi một con được 500 quy coin anh em ạ. Vừa được quy coin chúng ta vừa được hộp cu đun. Hộp cu đun chúng ta sẽ ném ra được đồ nhá. Đồ x, đồ x, đồ x. Bụi cây, bụi cây. Bụi cây rậm rạp là rất nhiều là rồng vàng anh em ạ. Bộ tài chính tiêu diệt rồng hoàng kim. Ui dồi ôi, đúng rồi, phải ăn được rồng hoàng kim anh em ạ. Phải chuét được dầu hoàng kim. Dầu hoàng kim nó mới được nhiều nhiều ngọc. Nhiều cu đun. Dầu hoàng kim đâu, dầu hoàng kim đâu. Hoàng kim ơi, hoàng kim ơi. Ui đây, 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 đi đâu đây. Không không không, đi sang đấy, không đi sang đấy. Đây đây đây. Để cầu đúng không nhỉ. Ui thôi chết, được cụt, được cụt, được cụt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đi đường này rất ít rồi anh em ơi. Được có 3 con thôi. Mới được 3 con rồi. Sang bên này, sang bên này, sang bên này. Sang bên cầu này. Nhanh nhanh nhanh, dầu hoàng kim. Đây là, ui dồi ôi, con gì đây. Kim tiểu quỷ bé tí tí anh em ạ. Đây kìa kìa anh em kìa. Zindo kìa, tiêu diệt dòng hoàng kim kìa. Hộp cu đun 4 này. Rồi tí về ném đồ anh em ạ. Tí về ném đồ. Đấy, DK cầm hai chùy Jimmy. Đeo set rồng đen anh em ạ. Mới tậu được đây. Đeo wing 2. Dầu hoàng kim đâu, dầu hoàng kim đâu, con gì đấy. Đây, đây là, ui dồi, sao toàn con bé tí ấy nhà ạ. Hai con. Hai con thì được 1.000 quy coin rồi. Ngon chết rồi. Ui ra tiền này. Thỏ ạ. Thỏ ạ. Thỏ ạ. Cú đút 5. Ui dồi, lại ra tiền anh em ơi. Đây 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 đây. Ui dồi, chỗ này nhiều. Ui bãi này nhiều này, bãi nhiều này. Sọc gió này. Thôi tôi xoay kiếm anh em ạ. Xoay kiếm đi, xoay kiếm cho nó nhanh. Đấy, đam xoay kiếm thì nó lên nhanh hơn. Ui cu đun 1 này. To cao đẹp trai mà được cu đun 1 anh em ạ. Đâu rồi? Đây đây đây. Hai con. Đẫm đổi đẫm rồi. Cu đun này. Như vậy là gần được 10 con rồi anh ạ. 10 con là chúng ta có 5.000 quy coin rồi. 10 con là 5.000 quy coin rồi, ngon chết rồi. Không nói nhiều. Úi giời ơi, con này được 3 được 2 hộp cu đun và một bãi vàng luôn. Đấy, từ nãy bây giờ là được chục con chưa? Chục con là chúng ta sẽ có 5.000 quy coin rồi. Đấy. Người máy vàng ạ. À. Người máy vàng ạ. À. Giờ này vào đây. Ôi dồi ôi, đánh nhau, đánh nhau. Ôi dồi, chết rồi, đánh nhau rồi. Ôi dồi ôi. Ông kia, thả băng rồi, chơi đẻo rồi, chơi bẩn rồi. Ôi dồi ôi, không bay được anh em ơi. Người đen xì xì luôn nè. À. Bị dính băng của súp rồi. Ông đi đường đấy thì tôi đi đường này. Chúng ta không thuộc về nhau luôn anh em ạ. Judo, judo. Judo, 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 judo. Chết chưa judo. Gùi lìm châu anh em ạ. Gùi 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 tên quả gùi hơi bị hoành tráng luôn. Cuồng sát luôn anh em ạ. Ấy. Săn rồng vàng là phải PK ngay. Trên bãi cầy master hoặc là bên trên bãi trên chúng ta là anh em. Nhưng mà khi săn rồng ấy, rồng vàng thỏ ngọc thì chúng ta không phải là anh em đâu.
Chúng ta là những bên gọi là gì ạ? Chiến tuyến. Phải PK ngay. Có lẽ hết rồi, có lẽ hết rồi. Nhanh lắm. Đây này, chúng ta mới có khoảng tầm 3 phút thôi anh em ạ. 3 đến 4 phút để ăn rồng vàng thôi. Và đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Ôi cái gì kia? Quánh nhau. Úi dồi ôi, châu bò đứng đây. Úi dồi ôi. Ủa quánh nhau. Úi dồi ôi, đỏ chót rồi anh em ạ. Đỏ chót luôn. Thôi, có khi là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.